Một công vườn sầu riêng lộ xe hơi giá rất là ok ở thị xã Cai Lậy mình đây cô chú anh chị ơi. Nhà đất Trừng Ngô xin kính chào quý cô chú anh chị. Hôm nay Bảo Thiện đã có mặt tại vị trí là xã Long Khánh, thị xã Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang. Xin giới thiệu cho mình một cái mảnh vườn sầu riêng. Hiện tại là Thiện đang thấy là trồng tầm 20 gốc sầu riêng ri sáo nha quý cô chú và anh chị. Đây, cái cây của mình như thế này ha. Ở đây thì có một cái yếu điểm là chủ mình đi xa nên thành ra không có thời gian chăm sóc nhiều, chỉ có nhờ người mới xịt cỏ đây quý cô chú anh chị nè. Nhưng mà Thiện thấy là cây tự phát triển này cũng rất là ok luôn ha, tức là nguồn đất ở đây thì cũng rất là tốt. Tại anh chị cô chú mình đam mê sầu riêng và mình thích tìm hiểu về kỹ thuật sầu riêng thì thật sự đây là một cái mảnh vườn sầu riêng mà Thiện thấy là trong cái tầm giá cũng khá là ổn để mình có thể là tham khảo để mình mua nha cô chú và anh chị. Dạ rồi, thì bây giờ trước khi giới thiệu về cái vườn này thì em xin khái quát một chút về cái con đường cũng như hướng đi của mình để cho quý cô chú mình tham khảo nha. Dạ, thì hiện hữu đường trước đất của mình đó là đường lộ bê tông 3,5 m nha cô chú và anh chị. Đó, thì phía trước của mình này là mình có tặng luôn, phía trước là có một cái con kinh này. Thiện thấy rất là đẹp luôn ha, nhìn giống như Hòn Nam Bộ rất là hữu tình luôn. Thì đường phía trước của mình 3,5 m xe lịch vào Vivu và từ đây mình ra chút xíu thôi, tầm vài chục mét thôi là mình đã có thể ra được tỉnh lộ 868 rồi nha quý cô chú và anh chị. Ở đây thì điện nước wifi mình đầy đủ luôn ha. Đây nè, đường điện của mình ha. Đó, dân cư sống rất là đông và người ta cất biệt thự rất là nhiều luôn nha anh chị ơi. Đó, ở đây thì mình qua con kinh và chủ cũng bắt sẵn cho mình. Thiện thấy là cầu này xe hơi cũng đi được anh Khen ha. Đúng rồi bé Thiện nha. Dạ, rất là rộng luôn nha anh chị. Đặc biệt là mình có mỗi con kinh thoát nước. Đây nè, rất là lãng mạn và hữu tình luôn ha. Đó, và cái thửa đất của mình, thửa đất của mình có tổng diện tích là 1022.3 m², mặt tiền xoay về hướng đông nam với bề ngang là 12 m, có lối rào chung quanh rồi anh chị nè. Đó, qua bên trên đầu bên kia cũng khá là mới luôn anh chị ha. 12 m, chiều sâu vào là 88 m, hiện trạng là cây lâu năm, sổ hồng có thể công chứng liền trong ngày luôn. Thiện thấy là ở cái thửa đất này nếu như mình đốn đi những cái cây chuối này anh chị ha, đó, để cho cái mặt bằng này nó phả ra thì đất của mình nó sẽ sáng sủa và đẹp hơn nha cô chú và anh chị. Đó, dạ rồi, thì bây giờ Thiện xin được đi sâu vào bên trong đất của mình được cho quý cô chú và anh chị nắm rõ hơn nha. Thì trên đất của mình đang có 20 gốc sầu riêng ri sáo lớn nhỏ, thì ngoài ra là Thiện thấy là mình cũng có tắc luôn nha cô chú và anh chị ơi. Đây nè, đầu này nè anh chị. Ưu thế của đất mình đó là xung quanh đã bọc bên mui hết trơn rồi và cái giá thành thì nó cũng khá là mềm. Số lượng đất của mình nó cũng khá là vừa phải, nó chỉ có một công thôi, 1022 m² thôi, nó vừa vặn để cho mình sở hữu nha. Đây, mấy cái gốc tắc của mình này anh chị nè, đó có một số là nó ra trái rồi rất là ok luôn ha. Có quy lợi sẵn cho mình về tắc ha. Còn sầu riêng cái này thì mình phải chăm nha anh chị. Thì Thiện nghĩ là tầm khoảng là năm sau là mình vẫn có thể là mình chăm sóc cho nó tốt để mình đậy mũ nha. Đây nè, một cái lá sầu riêng ri sáo như thế này ha, Thiện thấy là cũng khá là xanh và cũng không có đốm gì hết trơn thì nó cũng ok nha cô chú và anh chị. Dạ, ở đây thì điện nước wifi đầy đủ, dân cư hiện hữu xung quanh đó, người ta trồng sầu riêng rất tốt luôn anh chị ha. Đây nè, trồng dừa sầu riêng khá là ok luôn. Đó, đất mình thì không tranh chấp đảm bảo luôn vì chung quanh nó đã rọc lưới hàng trào bấy mũi trơn rồi nè, bọc lưới hàng rào 70 hết rồi anh chị ha. Dạ, và hết cái mảnh đất 1022.3 m², mặt tiền xoay về hướng đông nam thì chủ bán với cái giá là 1.500.000.000. Thì giá này mình thương lượng trực tiếp với chính chủ nha cô chú và anh chị. Và đặc biệt đó là sổ hồng riêng, pháp lý rõ ràng, có thể công chứng mau lẹ liền trong ngày luôn ha. Đó, dạ rồi, thì quý cô chú và anh chị thiện chí quan tâm nhớ là liên hệ trực tiếp số điện thoại trên màn hình để chúng em tư vấn chi tiết hơn nha. Kính chúc quý cô chú và anh chị ngày càng dồi dào sức khỏe và thành đạt hơn trong cuộc sống nha. Đừng quên ủng hộ nhất Trần Ngô với một lượt đăng ký kênh để cập nhật nhiều hơn những bất động sản đẹp giá tốt nhất trên kênh của chúng em nha. Dạ rồi, thì chúng em xin kính chào cô chú anh chị nha.